Cô chú anh chị Túi Da Nhật Cần Thơ lại tiếp tục mình có những cái video mới với những cái giá cực sốc, mình sale Tết dọn kho và cũng như có những cái sản phẩm túi nam, túi nữ, ba lô. Và hôm nay em có một vài cái túi chéo nữ dành cho quý cô chú anh chị và một vài cái bao tử, ba lô dành cho các anh nam nha. Thì mình cứ theo dõi cái video dùm em vào lúc 12 giờ và 19 giờ hàng ngày. Từ đây cho tới cuối năm em sẽ dọn kho xả giá sốc, cực sốc luôn. Nói chung là giá rất là ngợi với những cái chiếc túi da thật. Độ mới em đảm bảo 80%. Mình được kiểm tra hàng trước khi nhận dùm em nha. Rồi cái ở cái túi da Nhật Cần Thơ. Chờ em chút xíu. Ở túi da Nhật Cần Thơ thì mình biết rồi, bên em chủ yếu là có đo kích thước ở trên video, cho nên mình xem dùm em cái kiểu dáng, kích thước cũng như độ mới thì bên em đảm bảo 80%. Còn ngoài ra ví dụ như chiếc túi ở trên đây thì mình thấy là độ mới rất là cao ha. Nhưng mà bên em do là bán túi si cho nên chỉ đảm bảo là 80% thôi. Độ mới cao hơn thì mọi người nhìn trên video mọi người đã biết rồi ha. Những cái túi sale thì bên em không có reship, mọi người vui lòng thêm 30.000 tiền ship giùm em nha. Những cái túi mới thì nếu chuyển khoản trước thì bên em sẽ reship ạ. Nói chung là em sẽ ship nhanh nhất có thể, có ship code và có chuyển khoản trước thì reship đối với những cái chiếc túi mới như vậy. Còn những cái chiếc túi sale thì 30% ship tỉnh. Thì ở đầu video ngày hôm nay là một cái siêu phẩm mình sử dụng được Tết nha. Đây là một cái chiếc túi xách tay ngang là 25 cm, cao lên là khoảng cao lên tầm khoảng 20-22 cm thôi. Một cái chất da quá đẹp, độ mới cao. Mình nhìn cái khoen khóa chỗ này đồng cổ luôn ha. Cái chiếc này mình về mình xài Tết là quá hợp luôn rồi. Rồi da của nó rất là mới đẹp luôn, màu đỏ tươi luôn, màu đỏ rất là sáng. Ở phía dưới nó có bốn chấu khá là to, mà mình nhìn cái khoen khóa này đồng cổ hết giùm em, mà nó vàng sáng bóng như thế này ha. Nhìn cái chiếc túi nhìn vàng khoen là biết là cái chiếc túi hiệu rồi. Rồi mặt sau của nó như thế này. Bây giờ đó tới cái chiếc túi thì mình mở ra thông qua có một cái nắp. Đây, có một cái nắp như thế này ha. Và ngăn ở đây nó có một cái ngăn phụ nhỏ nhỏ, ngoài ra thì nó có cái ngăn chính. Để em chỉnh sửa đèn đây, cái ngăn đây. Rồi, ở đây cái ngăn chính của nó sẽ có một cái khóa kéo nhỏ bên trong, dập hiệu hãng gì đó ở đây. Hiệu của châu Âu hay British gì đó hơi lên. Và bên trong lớp vải sạch đẹp ha. Rồi, mình nhìn cái dàn phen giùm em nè. Quá trời sáng bóng sạch đẹp luôn. Trơn trơn hết giùm em. Chất da của chiếc túi này độ mới rất là cao. Form dáng của nó thì mình sẽ xách tay như thế này thôi. Phần xách là da luôn, da toàn bộ hết giùm em luôn. Rồi chiếc túi này thì nó có một cái chỗ là cái cham để kéo bằng da luôn nha. Em đang bán với giá là 590, hôm nay em sale giá 490 cho quý cô chú anh chị nha. 490, lên giùm em mã là 3823, rất đẹp, 3823, 490, rất đẹp luôn. 3823. Rồi, một siêu phẩm ở đầu video ngày hôm nay, sử dụng Tết cực chất luôn. Rồi em có một cái túi du lịch, màu là màu bò, nam nữ đều sử dụng được, dàn khoen khóa của nó là đồng cổ luôn. Ngang của nó là tới gần khoảng 40, chiều cao lên là khoảng 32. Và cái mẫu của nó là xách tay như thế này, phần dây xách cũng là da luôn. Chỗ này khoen khóa của nó như vậy. Dập hiệu ở đây. Hiệu này thương hiệu châu Âu, chất da thật nha quý cô chú anh chị. Mình có một cái ngăn chính như thế này thôi, và ngăn chính nó có hai hệ thống khóa kéo, kéo xuống tới phía dưới vậy luôn. Đó. Sử dụng để mình đi du lịch ha, hoặc là mình đi công tác gì đó, bên trong là rất là nhiều ngăn, lót vải sạch đẹp, có họa tiết là kẻ sọc luôn. Rất là đẹp ha, nó có ngăn đựng bút, viết, thẻ cạc gì đó vân vân. Rồi, ở đây, khá là rộng dành cho một cái chiếc túi du lịch. Form nam nữ thì sử dụng được, mình xách tay đeo vai giùm em nha. Chiếc này thì toàn bộ là da thật hết, kể cả ở phần phía dưới đáy cũng là da thật luôn. Đó. Màu của nó cũng nhìn rất là chất nè. Chiếc này em đang bán với giá 690, hôm nay em sale sắp 500. Rồi, lên giùm em mã là 4364500. 4364. Quá đẹp, nhìn cái dàn khoen. Chất da của nó đẹp quá. Rồi em có một cái túi đi gọi là du lịch cũng được, hoặc đi công tác cũng được, nhưng mà cái này chắc dành cho các anh nam to to đi. Tại cái túi cái form dáng của nó khá là to. Ngang là khoảng 39, cao lên là tới 42,
39 x 42. Phần này là phần da thời trang giùm em. Đây, da thời trang ha. Toàn bộ da thời trang nhưng mà rất là mới luôn. Đó. Hôm nay em chia sale cái chiếc du lịch này. Bên ra ngoài nó có khá là nhiều ngăn. Và nó có một cái ngăn chính có khóa kéo ở đây. Bên trong mình thấy là nó có một ngăn có khóa kéo nữa, lót vải sạch đẹp, dập hiệu hãng gì đó vân vân. Chiếc túi này là da thời trang nhưng mà rất là cứng và rất là mới. Rồi, chiếc này thì không có vấn đề gì về cái độ sờn hay là gì cả ha, rất là mới luôn. Em đang bán với giá là túi nam to này giá là 700 thôi. 700 chắc là lúc đó em chưa biết đó là da thời trang. Giờ em đã kiểm tra kỹ da thời trang, em sale 50 phần hơn 50% ha, em bán sale giá này là 300 thôi. Nó là da thời trang nha, em có báo nha. Toàn bộ bên em là da thật, nếu không phải da thật thì em sẽ báo kỹ trên video. Lên giùm em mã 2202 300. 2202. Rất đẹp luôn. 2202. 300. Da thời trang nhưng mà nó rất là cao, đựng du lịch thoải mái và độ mới cao mà. Em có một cái ba lô nam nữ đều sử dụng được, nhưng mà cái form của nó nhìn rất là xinh, rất là đặc biệt. Cái dây của nó nhỏ nhưng mà em nghĩ chắc nam thì mình xách vậy thôi, còn nữ thì mình mới quải ba lô nó hợp hơn. Ngang là tầm chỉ có 20 thôi, cao lên là 36. Mà cái kiểu của nó là toàn bộ da thật mà da mềm như thế này ha. Nó là dạng ba lô, các chị nữ mình xách nhìn rất là viên và rất là đặc biệt luôn. Nó hơi chất chất bụi bụi á. Mình sẽ xách như thế này giùm em nha. Bây giờ phía sau nó sẽ có phần dây ba lô là da luôn. Nó có sao ta gọi là một cái nắp trên như thế này. Nó sẽ đi đến cái ngăn chính, bên trong có ngăn khóa kéo nhỏ. Bây giờ ở đây có một cái ngăn nhỏ nhỏ chỗ này. À, đây cái nắp là lót vải luôn. Đây nó hai cái miếng da làm cho cái chiếc túi của mình nó cái form dáng của nó nhìn nó lạ lạ, đặc biệt tí xíu ha. Đó, ở phía sau là toàn bộ là chất da hết giùm em luôn nè. Rồi, chiếc túi này thì em đang bán với giá là 550, hôm nay em sale 300 thôi. Sale 300 ha, em sale dọn kho nha, xả lỗ để mình nghỉ Tết nha. Lên giùm em mã 3269, 3269 300. 3269. Chiếc này ba lô mình nên lấy liền. Chiếc da đẹp lắm. Rồi, em có một ba lô em sale đồng giá 400 với cái loại ba lô mà trong cái đợt em về nguyên cái ba lô á, ngang là 30. Cao lên tầm khoảng 35. 30 35 ha. Do chiều ngang nó 30 cho nên mình đựng khá là nhiều đồ nè, chất da thật của nó ha. Ở phía sau nó có một ngăn dây kéo, đây dây ba lô mình có thể xách ngăn chính vậy. Bên trong là lót vải luôn, lót vải và có quả tiết nha. Ba lô này cái chất da của nó trong cái kiểu ba lô em về em rất là ưng ý, chất da của nó khá đẹp, độ mới cao ha. Đó. Form này đơn giản thôi mà mình đựng được khá là nhiều đồ tại kích thước của nó to. Mình xách như thế này cũng nhẹ nè. Hoặc là mình quải ba lô cũng tiện nè. Em đang bán với giá là 590 á. 590 hôm nay em sale đồng giá là 400 với các cái kiện ba lô của em. Lên giùm em cái mã là 4206, 4206 400. Chung cái kiện ba lô em sắp hết rồi, em sale cho hết luôn. Về mình xài Tết. Rồi đây là dành cho các anh nam nha. Ba lô này thì da của nó da thời trang thôi, mà da thời trang nó làm cái phong kiểu bụi bặm giống như da mộc vậy đó. Ngang của nó là 30, cao lên tầm khoảng 38. Màu nó là màu bò và nó làm cái kiểu dạng loang màu như thế này. Ở phía sau cái dây của nó khá to, dành cho các anh nam. Dây có thể tăng đưa được giùm em và nó phủ một cái lớp chống oxy hóa màu trắng nè. Rồi bên ngoài nó có một cái ngăn, đây nó có ngăn nữa nè. Giờ mình mở ra thì nhấn vào cái nút này giùm em, có những ngăn nhỏ nhỏ, ngăn đựng thẻ kẹt gì đó vân vân. Cái miệng của nó thì nó có một cái dây để gặp lại dạng mẫu bức chét ha, bên trong lót vải. Rồi vậy thôi. Thì cái chất này là em báo là da thời trang nha. Thôi em coi kỹ, nó là cái chất sao thấy mềm giống da thật, nhưng mà da thời trang nha cô chú anh chị ơi. Da thời trang nó nằm trong cái lô da của em á, da thật nhưng mà nó lại là da thời trang. Và chiếc này hiện tại em không thấy mã luôn à.
cái mã số nó đâu mất tiêu. Rồi em lên mã mới gì và em sale shop cho quý cô chú anh chị luôn. Ba lô bò à, giá shop là 250. Rồi mình lấy liền lên chiếc ba lô này, ba lô bò 250. Chiếc này là không phải da thiệt. Rồi em có một cái sách tay màu đen, màu xanh đen ha, nó phối màu những cái họa tiết màu trắng ở các cái viền rất là xinh. Nó mẫu dạng xô, ngang là 30, ngang của miệng là tầm khoảng 42 và chiều cao của túi lên tầm khoảng 28. Cái chất da là da thật rất mới, màu xanh đen giùm em. Ở đây nó có những cái họa tiết vàng đồng óng ánh hết giùm em ha. Rồi đây, cái phần quay sách nè rất là đẹp luôn. Giờ mình nhìn cái dàn kéo nè, rất đẹp giùm em ha, vàng bóng ánh hết giùm em nè. Rồi cái phần dây sách thì ở bên trong đây toàn bộ là vàng đồng hết óng ánh, và phần dây sách này thì bằng da. Mình có thể đeo vai dạng cái dây này, dây này nếu mà mình không thích thì mình có thể mở ra ha. Nhưng mà dây này em thấy nó làm cái họa tiết nó có một cái đường ở giữa như vậy cũng rất là dễ thương mà. Rồi bây giờ mình mở cái ngăn chính. Đó, bên trong nó sẽ là dập hiệu hãng của thương hiệu gì SK gì của châu Âu này ha. Lót thì lót vải, dập họa tiết nổi. Nó có một cái ngăn có khóa kéo. Nói chung là dàn khóa của chiếc túi này thì không còn gì phải chê nữa. Dàn khóa rất đẹp luôn. Dàn khoen khóa rất đẹp, rất mới. Và mình nhìn cái độ chất của cái dàn khoen khóa giùm em nè. Đó, rất đẹp, rất mới luôn á. Nó là một cái túi hiệu châu Âu. Rồi, đây. Chiếc này thì ở phía dưới nó có bốn cái chấu, cũng là vàng đồng luôn, bốn cháu ha. À, em đang bán với giá là 490, hôm nay em sale giá chẳng là 400. Chiếc này á, thì đáng lẽ là không sale đâu tại nó quá đẹp. Nhưng mà thôi, mình đang chiến lược sale giảm kho Tết thì mình sẽ sale luôn. Lên giùm em mã 3909 400. 3909 nhưng mà chiếc túi quá đẹp. 3909 400. Rồi em có một vài cái cặp nam. Cặp nam này là màu dạng là màu bò mà nó hơi sậm sậm tí xíu. À, ngang là 40, gần 40, khoảng 38 thôi. À, cao lên là khoảng 28. Khoen khóa nó sáng bóng như thế này giùm em nha. Nó có một chút xíu những cái chất ở trên bề mặt da cho va vấp thời gian. Ở đây cái thương hiệu của nó đây. Cái thương hiệu mà mình hay thấy của túi da nam á là cái con kangaroo chỗ này nè ha. Rồi, chiếc này thì phía sau nó có một cái ngăn có khóa kéo. Dây mình có thể tăng đưa được giùm em và mở ra được nha. Rồi. Độn nhiều cho nên nó hơi bị rút chút để đưa kéo thôi. Đây nó có một cái ngăn để mình cố định nè. Dập hiệu hãng ở đây. Và có một ngăn có khóa kéo. Đó. Rồi, chiếc túi này nhìn cái chất da thật của nó cũng khá là mềm, mịn. Em đang bán với giá là 490. Sale 350 ha. Sale 350 lên giùm em mã 3992. 3992 350. 3992 nha. Rồi, cái chất da thật nên góc cạnh. Rồi một cái cặp đựng lắp tết. Rồi một cái chiếc mà cặp mà mình không thể nào bỏ qua được, một cái cặp màu nâu. Màu nâu mà chất da đẹp, rất mới. Rồi. Nó thương hiệu là Gold Lái Anh giùm em nha. Nhìn cái mẫu đẹp quá. Ngang là 40, cao lên là tầm khoảng 30, đựng được những cái dạng laptop vừa và nhỏ. Tại vì ở bên hông này nè, nó sẽ có cái hơi dẹp dẹp cho nên laptop lớn thì sẽ không vừa ha. Nó dập hiệu Gold Lái Anh ở đây hết giùm em nè. Rồi đây nó có một cái ngăn chất da đẹp quá đó. Rồi ở đây em thấy nó có một cái ngăn ở giữa, chắc là để mở cái phơm nó ra quá. Rồi để em thử. Bây giờ là mình sẽ mở ra vậy. À, chỗ này để mình mở luôn cái phần ở bên trong. Nó có một cái phần đệm khi mà mình đựng đồ nhiều laptop. Vậy là cái này chắc laptop lớn mình sử dụng được đó quý cô chú anh chị. Mình mở ra thì bên trong nó là phần da luôn. Và nó kéo xuống tới dưới luôn. Tất cả là bên trong bằng da hết giùm em nha. Đó.
Còn không á thì khi mình không sử dụng nó kéo qua tới bên đây luôn, và tất cả túi luôn à. Không sử dụng thì mình kéo lên. Như vậy thì cái form của mình nó gọn hơn ha. Vậy là mình thấy được cái ngăn chính nè. À, bên trong chỗ này lót da luôn nè, nhìn cực đẹp. Đây bên dưới nơi lót vải nó có ngăn có khóa kéo gì đó vân vân ha. Dập hiệu hãng trên cái miếng đây ha, gold client giùm em ha, miếng kim loại màu trắng. Dạ. Nó có hai ngăn để đựng thẻ cạc gì đó, và có một cái ngăn ở giữa là có khóa kéo. Bên trong ngăn chính sẽ có hai ngăn có khóa kéo. Dập hiệu gold client trên cái phần bề mặt của da luôn. Hai bên nó có hai cái ngăn phụ nữa nè. Rồi chiếc này thì mình xách cái dây của nó ra luôn. Và nó đi kèm với chiếc túi là một cái dây đeo chéo tặng kèm quá. Dây đeo chéo này tặng kèm không phải của túi đâu. Mình có thể mở ra được như thế này ha. Rồi chiếc này em đang bán với giá là 690, hôm nay em sale 500. Thương hiệu Gold Class anh giùm em nha. Chiếc này chất da quá đẹp luôn. Độ mới cao. Lên giùm em mã 4002 500. 4002. Rồi ảnh 4002 500. Quá đẹp, quá mới góc cạnh. Chất da cũng khá xinh. Rồi chiếc Valentino màu trắng này. Valentino thường á, Valentino thì mình sẽ thấy cái dập hiệu vải Valentino, còn anh này là da thật luôn nha. Da thật luôn. Để coi da của hãng quá. Nó là da hãng luôn. Là bằng da nhưng mà da của hãng Valentino. Ngang là 33, cao lên là 26. Thương hiệu Valentino là thương hiệu nổi tiếng thế giới, nó đến từ nước Ý nha. Đó, dập hiệu Valentino. Chữ V của Valentino. Mấy này là Valentino. À đó. Màu trắng nhưng mà độ mới khá cao và toàn bộ là da của hãng luôn. Valentino hết cho em nè. Rồi, em có báo ở đây. Nè, nó sẽ có một cái lớp da, quá trình mình làm á, nó sẽ có cái phần màu nó hơi khác biệt một chút xíu ở cái phần mắt này. Còn lại tất cả đều ok hết. Bên trong lót da giùm em dập hiệu hãng Valentino hết. Nó có một ngăn có khóa kéo. Rồi chiếc này em có báo ở đây, nó có một vài cái màu nó hơi khác so với cái dây kéo màu trắng nha. Rồi còn lại tất cả ok. Chiếc này em không thấy mã luôn. Đây. Mã nó xuất ra rồi. Rồi em sẽ lấy một cái mã mới và em sale shop cho cô chú anh chị luôn ạ. Lên giùm em mã Valentino. Em bán giá 350 thôi. Đó, 350 là giá tặng nha. Lên giùm em mã Valentino 350 bằng da luôn. Valentino, một cái thương hiệu đến từ Italy ha. Valentino 350. Rồi em có một vài cái túi chéo nhỏ nhỏ nữ ha. Nó là cái màu tím này là tím khoai môn. Nó thương hiệu là Vincent Ben đến từ Korea. Ngang của đáy là 27, ngang của miệng tầm khoảng 22 và chiều cao lên tầm khoảng 20. Nó là màu tím khoai môn rất là xinh. Chị nào thích màu tím thì lấy liền con này. Nó dập hiệu ở trên đây. Rồi chiếc túi này thì mình sẽ đeo chéo ha, khoen khóa vàng tinh tươm hết giùm em, mình có thể tăng đưa dây chéo được. Ok hết giùm em nè. Rồi ở đây nó có khá là nhiều ngăn. Bên trong ngăn này là ngăn chính. Ngăn này ngăn chính có một ngăn nhỏ nhỏ gì đó vân vân, có khóa kéo. Dập hiệu hãng Vinspen chỗ này. Rồi, hiện tại em không có động gì nhiều nè. Em sử dụng một nút 500 để dán lại. Ngoài ra nó sẽ có hai cái ngăn có khóa kéo như thế này. Dập hiệu của cái hãng luôn nè, lót vải dập hiệu. Rồi, tương tự, đây là một cái ngăn rời. Mình sẽ có khá là nhiều ngăn dành cho chiếc túi này. Khoen khóa nó màu vàng đồng hết giùm em. Mà mình xem lại nè, cái màu nó là màu tím ha, màu tím mộng mơ. Rồi em đang bán với giá là 390, hôm nay em sale chẳng 300 luôn đó. Sale chẳng cho 300 cho quý cô chú anh chị mình mua về xài Tết nha. Lên giùm em mã 3725 300. 3725. Cái túi, một cái túi mà rất là xinh luôn. Chất da thật, nó cắt ra thành cái mẫu giống như cái lông lông đại bàng vậy đó. Mình sẽ có ngang là khoảng tầm 20, chiều cao lên tầm khoảng 20 luôn, là mình sẽ có thể đựng được ví tiền dài điện thoại giùm em nha. Nó nhìn cái nó rất là đẹp luôn ha. Toàn bộ đây là phần da thật hết giùm em nè. Nó cắt ra
ha, toàn bộ là cái sứ da ở phía bên trong, da thật hết nha. Đó, mình có thể làm hai kiểu, một là mình xách như thế này, hai là mình đeo chéo. Dây đeo chéo sẽ là da phối với vải bố. Rồi bây giờ nhìn khoen khóa giùm em là thấy đẹp luôn nè, màu trắng tinh tươm hết giùm em ha. Rồi mình xách như thế này cũng sang. Bây giờ nó sẽ có hai cái ngăn ở bên ngoài và một cái ngăn có khóa kéo ở giữa. Ngăn khóa kéo thì mình mở ra như thế này thôi. Đó. Bên trong lót vải giùm em chỉ có một cái ngăn chính vậy thôi và hai cái ngăn phụ hai bên. Chiếc túi này khi mà mình xách như thế này hoặc mình đeo chéo ra đường á, thì không có ai bị đụng hàng đâu. Nó rất là chất và rất là đẹp luôn. Độ mới của nó cũng khá là cao. Chất toàn bộ là da thật hết giùm em nha. Chiếc này em đang bán với giá là 490, hôm nay em sale giá 400. Rồi lên giùm em mã 4450, 400, 4450, quá đẹp. Chất da thật mà người ta cắt, người ta làm thủ công như thế này luôn á. Làm dạng thủ công. Rồi em có một cái cốt da kỳ đà, hôm nay em sale luôn nè. Cốt da kỳ đà cái mẫu dạng cái form ngang to ha. Ngang của nó là 36, chiều cao lên tầm khoảng 19 à, 19. Đó là toàn bộ ở ngoài, đây là da kỳ đà thật nha. Đây là phối da bò, hai bên là da kỳ đà. Nó sẽ có một cái mặt dây như thế này và một cái mặt dây nó phối với những cái họa tiết giống như là bên này không biết phải bằng nhựa hay là bằng cái chất gì đó mà nó đẹp quá. Đó. Rất là xinh. Bên ngoài nó có hai cái ngăn dày và ngăn chính là cái mẫu cớp. Lót vải sạch đẹp ha. Nhập hiệu chỗ này luôn. Nó có một ngăn có khóa kéo nhỏ này. Rồi. Chiếc này em bán lỗ, từ lỗ tới lỗ luôn nè. Em bán sale giá là 300. 300 dành cho một chiếc da kỳ đà, da thật, da độc lạ. Thì mình lấy liền lên giùm em mã 2726. Em sale 300. 2726, 300. Lấy liền xài Tết ha, độ mới khá cao. Rồi em có một cái túi màu sữa, màu trắng sữa. Ngang của nó là 25, cao lên tầm khoảng gần 20, khoảng 19 đó. Mình sẽ có xách tay đeo vai. Cái dây của nó là mình có thể tăng đưa và đóng cái khung chỗ này để mình có thể đeo vai và xách tay ha. Còn này hiện tại mình đang là đeo một vai nè. Mình muốn xách tay gọn gọn á thì mình gấp đôi nó, đưa cái một này, chỗ này nó có lỗ nào mình bắt vô ha. Nhìn chiếc túi này mình mặc phối đồ nhìn rất là công sở luôn á. Cái chất này là chất da nè, khoen khóa vàng tinh tươm, còn chất này là chất vải, giống như là nó là dạng giống như vải bố cứng á. Rồi ở bên trong là lót da toàn bộ hết giùm em. Ở đây nó có cái lõi nè, đó nó bị cái phần lõi lót nó bị giống như là một khoảng thời gian người ta xài người ta bị cắt chúng á. Rồi chiếc này em sale đậm sâu luôn. Chiếc này màu trắng nhưng mà nhìn rất là mới ha, màu trắng sữa. Em đang bán với giá 350 đó, hôm nay em sale 250 thôi. 200 thôi. Rồi, lên giùm em mã 4422. 200 4422 em giao kèm hoặc là tính phí ship gần xa. 4422 200. Chỉ có 200 ngàn mình có được một cái chiếc túi như thế này. Rồi em có một cái bao tử. Bao tử này sao nhớ có một đợt em bị em giống như là em xả kho toàn bộ mà sao nó lọt ra anh này nè chứ. Nó có nằm đâu đó, giờ em xả con này. Ngang là 18, cao lên là khoảng 28, 18 x 28 là từ đây tới đây ha. Chất là toàn bộ là da thật, rất là nhiều ngăn. Đây ngăn ngăn ngăn, 4 ngăn rồi đó. Phía sau một ngăn nữa, 5 ngăn. Dây của nó là như thế này, mình có thể tăng đưa. Đối với bao tử mình rất là tiện xài, nam nữ đều sử dụng được. Mình có thể đeo ở sau lưng hoặc đeo trước ngực gì đó, ok hết giùm em ha. Khoen khóa của nó nè. Rồi, chiếc này á, thì ở phía sau của nó là bằng da luôn, phía dưới cũng bằng da luôn. Rồi em đang bán giá 590 thì bao tử em sẽ sale giống như ba lô, sale 400. Rồi lên giùm em mã 4191, 4191, 400. Em có một vài chiếc túi nữa rồi em sẽ sale nốt luôn nè. Rồi một vài chiếc túi chéo nam nữa thì em sẽ ốp cho
có một vài chiếc túi nam sale cho các anh nè. Nãy giờ sale có thử hơi nhiều. Các túi nam thì mình chưa có sale nhiều. Rồi một cái đeo chéo da, giống như là cái mẫu giống như da mộc vậy đó. Rồi chiếc này là nguyên cái nắp là phần da của nó luôn. Nè, nguyên cái nắp là nguyên cái miếng da luôn. Rồi đây là da bò ha. Mình sẽ có, ủa chỗ này nó làm sao ta? Rồi em không biết luôn, nó chỉ sơ sơ vậy thôi. Mình về mình cắt cái này ra, mình chỉ, nó không có nút 500 gì đâu, mình chỉ đóng lại vậy thôi. Rồi phía sau nó có một ngăn. Dây của nó là da phối với vải bố ha, có thể tăng đưa được giùm em. Ngăn chính có khóa kéo nhỉ. Rồi bên trong dập hiệu ở đây, lót vải sạch đẹp giùm em nha. Rồi nó có ngăn có khóa kéo nhỏ nhỏ nữa. Rồi vậy thôi. Chất da của chiếc túi này thì toàn bộ ở phía dưới đáy hoặc là đây là da đẹp nè ha. Còn phía trên nắp là không có lót luôn. Mình về mình cắt cái này giùm em, mình chỉ cần xài để qua nắp. Tại vì ở phía trong ngăn chính nó đã có khóa kéo rồi á, mình không cần sử dụng cái này là cái kiểu thôi. Em đang bán giá 420, hôm nay em sale chiếc này là 300 luôn đi ha. Chiếc này 300, lên giùm em mã 3973. 3973 300. Da thật. Rồi em có một cái chiếc đeo chéo, da của nó là nó làm quả tích nổi hình ô vuông ha, ô vuông đang chéo lại với nhau. Ngang là 25, cao lên là khoảng 26, 25 nhân 26, mẫu nó vuông vuông ha. Nó làm quả tiết trên da thật, nó khắc lên, nó làm quả tiết nổi lên hình ô vuông. Rồi ở phía sau này, chỗ này thì nó chỉ dính dơ thôi, dính cái giống như cái miếng mạc vậy đó. Rồi ở đây mình sẽ có một cái ngăn có khóa kéo. Phía trước này nó cũng có một ngăn, ngăn chính có khóa kéo giùm em luôn nè. Bên trong lót vải giùm em ha, nó có một cái ngăn có khóa kéo nhỏ nhỏ. Rồi chiếc này thì dây của nó là dây vải, mình có thể tăng đưa được. Em đang bán giá 390. Rồi chiếc này sale 250, lên giùm em mã 4026. 4026 250. Rồi một chiếc đeo chéo phơm nhỏ nhỏ gọn gọn mà rất là xinh, chất da cũng đẹp mới. Mẫu này nó là lên dạng hình chữ nhật, ngang là tầm khoảng 21 và cao lên là tầm khoảng 26, 21 x 26. Ở phía sau nó có một cái ngăn vậy ha. Rồi ở đây nó có một ngăn mở ra đó. Nó có một cái ngăn ở trong đây, đây một ngăn, đây ngăn nữa nè. Rồi ở đây khá là nhiều ngăn ha. Chiếc túi này mình đang đeo quăng quật hàng ngày thoải mái giùm em. Dây có thể tăng đưa được giùm em nha. Quá xinh luôn. Rồi, chiếc này em đang bán với giá là 550 ha. Hôm nay em sale 350 luôn đi. Cho quý cô chú anh chị mình về xài Tết nè. Sale xả kho thì đã định rằng là sẽ lỗ, để mình về nhập hàng mới cho quý cô chú anh chị. Lên giùm em mã là 4125. 350, 4125. Chất da quá đẹp. Rồi em còn hai cái túi chéo nam nữa là em sẽ ớp ạ. Đây chúng ta sẽ có một cái phối màu rất là xinh, màu xanh phối với màu bò. Ngang của túi là tầm khoảng 28, chiều cao lên là 30. Ở phần phía trên nó phối màu cực đẹp luôn, hiệu nó dập ở đây, phía dưới là màu xanh dương nha. Góc cạnh ok hết giùm em nè. Dây có thể tăng đưa được giùm em nha. Nó sẽ có một cái ngăn chính có khóa kéo. Bên trong lót sạch đẹp, dập hiệu hết giùm em, có ngăn có khóa kéo nhỏ nhỏ. Rồi chiếc này chất da rất đẹp, dây mình có thể xách. Nó là dạng cái mẫu em về cái đợt hàng là vừa xách tay vừa để chéo á. Nhưng mà nhìn cận cảnh cái chất da nè, xinh ha. Rồi chiếc này em đang bán với giá 650, hôm nay sale 490 luôn. Chiếc này chỉ sale 490 được thôi, tại vì nó quá đẹp. Lên giùm em mã 4345, 490, 4345, 490. Rồi
một chiếc cuối cùng cũng là một cái siêu phẩm cuối cùng. Mặc dù nó là da thời trang nhưng mà nó giặt không khác gì là một da con cá sấu, dẻo thật luôn. Nhìn chiếc túi xách vô là thấy nhìn rất là đẹp luôn, rất vip luôn. Ngang là 30, cao lên là 32. Mình nhìn cái họa tiết giùm em nè, nó dập nổi giống như là da con cá sấu thật luôn vậy đó, quá đẹp. Rồi ở phía sau cả hai mặt luôn nha, nó là da thời trang nha quý cô chú anh chị, da thời trang nhưng mà độ mới rất cao. Ở phía sau đây nó có một cái ngăn có khóa kéo, dây của nó là mình xách như thế này và toàn bộ khăn khóa trắng tinh tươm hết cho em là da luôn nha. Rồi mình sẽ có một cái đeo chéo có thể tăng đưa được hoặc là có thể mở ra được, còn nếu mình không thích đeo chéo thì mình thích xách á, mình mở này ra. Nó cái mẫu phơm này rất là dễ xài ha, bên trong nó có một cái ngăn có khóa kéo vậy và những ngăn nhỏ nhỏ có khóa kéo gì đó vân vân. Chiếc túi này độ mới rất cao, y xì như da con cá sấu dẻo luôn. Em đang bán với giá 790, hôm nay em sale 500 nè. Nó là da thời trang nha, em có báo nha, độ mới rất cao. Lên giùm em mã là 4262, 4262, 500. Mua một cái đáng một cái, 4262, 500. Rồi, cái siêu phẩm dập vân cá sấu này cũng đã kết thúc cái video ngày hôm nay. Mong rằng trong video sẽ có những cái sản phẩm phù hợp với quý cô chú anh chị. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ạ.